Cung đường các bạn đang xem trên hình ảnh đó là cung đường ven biển DT639 tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Vâng các bạn, cung đường được dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 31 tháng 8 này. Vâng, những hình ảnh mới nhất được kênh Quy Nhơn City cập nhật đến các bạn trước ngày khánh thành khoảng 10 ngày. Vâng, tuyến đường DT639 tuyệt đẹp này là tuyến đường kết nối đường ven biển DT639 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, có điểm đầu giao nhau với đường DT638 tại km 19+291 thuộc phường Hội Thanh Tây. Điểm cuối giao nhau với đường ven biển DT639 tại km 99+206 thuộc phường Tam Quan Nam, đi qua địa bàn các phường Hội Thanh Tây, Hội Thanh, Tam Quan Nam của thị xã Hoài Nhơn. Vâng, dự án có tổng mức đầu tư là 705 tỷ đồng. Là dự án giao thông đường bộ nhóm B, trong đó vốn ngân sách trung ương là 400 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Tuyến đường có quy mô tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc thiết kế là 80 km/h. Chiều dài toàn tuyến là khoảng 7 km, đi qua địa bàn các phường là Hội Thanh Tây, Hội Thanh, Tam Quan Nam của thị xã Hoài Nhơn. Nền đường rộng 22m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 19m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Giải phân cách giữa rộng 2m, lề đất rộng 1m, xây dựng mới 5 cầu bằng bê tông cốt thép, dự án chịu lực đơn giản với tổng chiều dài cầu là 257m. Ngoài tuyến đường DT639 đoạn tại thị xã Hoài Nhơn thì qua video này kênh Quy Nhơn City cũng quay cho các bạn nút giao lên xuống phía bắc của tỉnh Bình Định để mà lên xuống ra vào cao tốc đoạn cao tốc thành phần Quảng Ngãi Hoài Nhơn. We'll be right back.
phía trước kia là nút giao lên cao tốc phía Bắc Bình Định các bạn. Lớn nhất phía Bắc Bình Định này là một trong hai nút giao lớn nhất ở tại Bình Định. Còn các bạn, hôm nay thì kênh Quân Nhân Duy Thi sẽ cập nhật cái nút giao này. Thì thông tin thì 30 tháng 8, 31 tháng 8 thì nút giao này đã sẽ hoàn thành. Thì hôm nay mình cập nhật trước vài ngày cho các bạn xem. Đó, hiện tại thì ngày hội du lịch La Vuông các bạn, cao nguyên xanh vải gọi và giải chạy khám phá La Vuông. Hồi nãy thì video trước đây là nút giao lên xuống cao tốc ở phía Bắc Bình Định, thuộc phường Hội Thanh Tây, thị xã Hội Nhơn các bạn. Hiện tại thì đã trải nhựa rồi và vài bữa nữa thì sẽ hoàn thành, sẽ khánh thành luôn các bạn. Đó, lên DT638 lên đi phải mà xuống dưới là đường DT639 các bạn. Đoạn ra biển cũng hoàn thành luôn. Đây, còn đây đang trải nhựa nè các bạn. Đó, cái vòng xoay này để mà lên trên cầu vượt đang trải nhựa. Vâng, Thọ cũng xin cảm ơn các bạn đã gửi thông tin để cho mình review những đoạn này cho các bạn xem kênh cùng xem. Đó, đây là đoạn lên cầu vượt các bạn, cầu vượt để lên cao tốc và xuống DT639. Đoạn lên này đã làm lan can và đã nhựa rồi các bạn. Đó, đây là vùng xoay, rẽ tay trái sẽ xuống biển Tam Quan đó các bạn. Rất là đẹp, rất là ngon lành các bạn nha. Ok, rất là đẹp, rất là ngon lành luôn. Chạy một vòng vào trong này cho các bạn xem rồi quay lại các bạn. Ở trong kia là đoạn đường cao tốc thuộc cao tốc thành phần Quảng Ngãi Hội Nhơn. Hiện tại thì họ đang làm cái nút ra vào ở trên cao tốc này. Đường thì mới trải nhựa các bạn, bên tay trái là mới trải nhựa luôn, bên đây thì trải nhựa chắc được một thời gian rồi nè. Đó các bạn, hiện tại tới đây là họ đang làm, không có đi được nữa. Đó, đó, đường ra vào cao tốc quá đẹp các bạn ơi, đoạn đường sau này là quá đẹp luôn. Đường xuống 639 đây, mình đi ngược lại. Bên trong công trường đang làm tiến độ, đang gấp rút. Vâng, một lần nữa cảm ơn các bạn đã gửi các cái thông tin sớm nhất để kênh Quân Nhân Duy Thi ra cập nhật cho mọi người cùng xem. Đó, đây này bạn, đây là nút giao lên xuống cao tốc
tại thị xã Hoài Nhơn và đi ra đường đi ra DT639 ra biển các bạn. Đoạn này mình cũng cập nhật mấy video rồi nhưng mà hồi đó chưa xong các bạn, còn bây giờ thì đường xá có thể chạy lại quang quang này đó, rất là đẹp. Còn Lương cũng trồng hoa giấy các bạn. Đây, hồ Phùng Xuyến, hồ Phùng Xuyến các bạn. Nếu mà đi thẳng qua bên kia thì sẽ ra quốc lộ các bạn. Còn hồ Phùng Xuyến đi theo hướng DT639 này là đi qua cầu vượt quốc lộ. Quá đẹp các bạn ơi. Đây, phía dưới đây là cầu vượt quốc lộ đây. Khá là dài đó. Đây bạn, cầu vượt quốc lộ đó, bạn thấy không? Quốc lộ chạy đường này là chạy vào Quy Nhơn đó. Qua bên này là chạy ra ngồi Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Lại đây dừng xíu cho bạn xem. Quá tuyệt vời. Quá đẹp các bạn ơi. Đây. Đó, quốc lộ 1. Bên cạnh cầu vượt này nằm chia hai cái trường học ra các bạn. Một là trường tiểu học bên phía này, trường cấp 2 bên phía kia. Đấy. Cầu vượt thì có hai làn xe chính và hai làn xe phụ các bạn. Đây, bên đây là trường học cấp 2 này. Chỗ kia là nút giao bắt đầu vòng xoay á, để mà lên xuống các bạn, đi qua lại lên xuống luôn. Đấy, quá tuyệt vời. Quá đẹp. Chúc mừng quê hương Hoài Nhơn. Chúc mừng quê hương Hoài Nhơn. Vâng, họ cũng xin gửi lời chào đến các bạn xem kênh mà có đang sinh sống ở Hoài Nhơn này. Vâng. Tiếp tục đi cái đường cầu vượt này ra ngoài biển các bạn. Wow, quá đẹp các bạn ơi. Trên cầu thì trên cầu vượt thì họ làm nhỏ, xuống dưới này thì họ mở rộng ra 6 làn xe lại các bạn. Đây, quá đẹp. Vâng, đây là DT639 thì sẽ Hoài Nhơn ra ngoài biển các bạn. Đoạn này thì thị xã Hoài Nhơn làm trước những cái đoạn ở Quy Nhơn. Quá đẹp các bạn ơi. Họ đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối cùng như là lắp bảng giao thông. 30 tháng 8 này là sẽ là khánh thành luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Quá đẹp các bạn ơi, bay từ trên cao đó. Bạn bay từ trên cao thì thấy toàn cảnh luôn. Con đường và những rạng dừa như thế này nè các bạn, đẹp lắm. Đó, hai bên là dừa và người dân trồng củ mì nè các bạn. Qua wow. Rồi có lò cho bò và bắp đó, xanh mướt luôn các bạn. Đoạn này xanh mướt luôn.
cái vòng xoay để mà ra vô các hướng các bạn, các hướng ở trong làng này. Đấy, trong làng đây, đường Nguyễn Thái Học đây các bạn, đi các hướng. Quá quá đẹp các bạn ơi, con đường mới và rạnh dừa quá đẹp. Sau thị xã An Nhơn thì hiện nay thị xã Hội Nhơn cũng chuyển mình các bạn, chuyển mình và đầu tư rất là nhiều cơ sở vật chất hạ tầng. Đấy, như đường này, con đường 639 này và nút giao thông, rồi đường từ Hội Sơn lên với cao nguyên La Vuông. Đấy, sẽ khánh thành vào dịp trước 2 tháng 9 này các bạn. Rất là tuyệt vời. Đó, hiện tại thì vẫn còn đổ cái đất vào trong phía ta luy này cho nó bằng các bạn. Bữa nay 20 tháng 8 rồi, vài ngày nữa thì sẽ xong thôi. Cơ bản đường rất là đẹp, rất là ok các bạn. Xe chính mẹ các bạn và hai làn xe phụ nữa, hai làn xe thô sơ nữa, có tất cả là 6 làn xe. Đường này thì khoảng 20m các bạn, 20,5. Có con lương trồng cây chính giữa, đèn điện chiếu sáng thì rất là ok luôn. Đến đoạn này là đi qua một cái khu dân cư nè bạn. Đây, đây là đường DT639 nha, đoạn tại thị xã Hội Nhơn. Đấy, điểm giáp nhau với đường quốc lộ 1 tại phường Hội Thanh Tây. Đó, đến đây là kết thúc các bạn. Đến đây là kết thúc. Bên tay trái là sẽ đi ra tham quan. Đấy, còn bên tay phải sẽ về Quy Nhơn. Mình sẽ rẽ bên tay trái, mình đi một đoạn rồi mình quay lại về hướng Quy Nhơn cho bạn xem này. 639. Đó, đoạn này thì các đơn vị đang vẽ vạch kẻ đường các bạn. Vâng, đoạn này có địa chỉ là 4 Duyên Giáp có địa chỉ là, từ từ mình xem địa chỉ nhé, do mình đang chạy xe các bạn cho nên là sẽ khó khăn. Nếu mà không nhầm là đoạn này là thuộc Hội Hương các bạn,
bằng Tam Quan Nam các bạn, phường Tam Quan Nam đó. Rồi tiếp tục đó, đây là số 39 ra quốc lộ 1 phường Hồ Xanh Tây đó các bạn. Ok, là hướng chạy về Quy Nhơn. Đoạn này có địa chỉ là Tam Quan Nam, ngay với bên cạnh doanh trại bộ đội luôn các bạn, doanh trại bộ đội biên phòng Tam Quan, Tam Quan Nam đó. Hội Nhơn nhé, Hội Thanh, Hội Nhơn. Số 39 từ Quy Nhơn mà ra tới đoạn này, muốn rẽ ra quốc lộ thì sẽ rẽ về hướng DT số 39 giáp với phường Hội Thanh Tây, chỗ nút giao thông lên xuống của cao tốc đó các bạn, tại phía bắc Bình Định, chứ không cần phải ra quốc lộ. Là đoạn hồi trước là ra đoạn phường Tam Quan Bắc đấy.
tiếp tục mình sẽ chạy về Quy Nhơn các bạn nhé. Đường xá chỗ nào cũng rất là đẹp, rất là ok các bạn. Hồi trước là rẽ đường của mình từ trái này đi các bạn, giờ đi thẳng luôn. Truyền đang thi đấu cho đội Quy Nhơn Bình Định các bạn. Cũng một thời gian không có đi lại đường này các bạn. Nay mới đi lại thì thấy cũng khá là bỡ ngỡ đó. Khá là bỡ ngỡ là đường xá bây giờ thay đổi nhiều quá. Đường đẹp, quá đẹp luôn. Nhuận An Đông, phường Hồi Hương. Rồi đi luôn các bạn ơi. Trước 639 phải đi đường vòng 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 nhỏ nhỏ vô mấy cái xẻ nhỏ nhỏ các bạn. Bây giờ thì làm đường lớn luôn, đấu nối các ngã tư này lại với nhau luôn các bạn, làm thông luôn đó. Quy Nhơn trời ơi, 101 cây nữa, giờ này 11 giờ rồi mà còn 101 cây nữa các bạn, chắc 1 giờ tới nhà quá. Và ngồi trước là hay ghé quán cà phê chỗ đây uống nè bạn, ngay cầu Lại Giang nè, đó cầu Lại Giang bạn, sông Lại Giang nè, chạy lên Hùng Sơn đó các bạn, đây là cửa biển nè, cửa biển ngồi hơi ngồi hải đó. Rồi ok các bạn, đến đây thì review về đường 639 mới qua thị xã Hồi Nhơn kết thúc các bạn, kết thúc tại cầu Lại Giang này, là vừa là mấy hết pin. Vâng, hẹn gặp lại các bạn vào những video khám phá về các cung đường cũng như là các vùng đất mới của tỉnh Bình Định vào những cái video tiếp theo. Vâng, mình tắt máy, mình tranh thủ mình chạy về Quy Nhơn nha. Xe mình sáng giờ đi nó cũng trục trặc cái chỗ phần bộ ba dây sơn, các bạn biết nó có cái vấn đề gì là kêu phải xem lại như thế nào. Rồi chạy thẳng về Quy Nhơn còn cả trăm cây số nữa các bạn. 100 cây số nếu mà đi nhanh mà phải là 90 phút nữa. Đó là xe không có vấn đề gì các bạn. Còn bây giờ xe nó có vấn đề thì không biết khi nào tới. Rồi. Ok, dừng đây. Tắt máy.